Chị ở bên Úc là Tống Thiền Nga, là theo Úc thay mặt của những người ở đây, những người ở địa phương ở xa nữa, là như thế nào hả Mô? Nói là đây. Được 200 phần quà là xã mình nó mừng lắm rồi đó cô ạ. Và cũng rất vui nữa. Chị em thương sao đó nhận một món quà này là tiếp là có tình có nghĩa lắm nha em. Chị thay mặt trong xã Hậu A, Hồng Ngự, Đồng Tháp nha. Cũng chúc vợ chồng em làm ăn phát tài, bằng gì dạng như ý, bằng gì được mấy có tiền để ủng hộ cho cô bác làm xa nữa nha em. Cảm ơn nhiều lắm, không có gì mà để cảm ơn nhiều hơn, thấy rất vui và rất hào hứng cho bà con được 200 phần này. Đối với cô bác, mặc dù ngày hôm nay của cô bên nước Úc gửi qua hỗ trợ cho cái xã của mình là xã Thường Thới Hậu A, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp là 200 phần quà. Có cái lòng tâm đạo từ bi bác ái để giúp những cái vùng xa vùng sâu nghèo khổ, không nơi nương tựa, không có chỗ ăn, nhưng mà 200 phần quà này rất là cao quý. Chợ Duyên đi là 500 ngàn, chị Hai 500 ngàn rồi. Cô Năm ơi, cũng thay mặt chị Tống Thiền Nga đó, là nhiệt tình theo mình lúc đó đoạn giờ là hồi chợ Duyên cho cô Năm là 500 ngàn. Một triệu chín đó là cái mua điện thoại của Nhi thích điện thoại nào đó. Đó còn 100 đô là của bà Thu Trang bên Mỹ là gửi cho mua sữa cho em bé. Chào cô chú anh chị nha. Hôm nay mình là ngày thứ bảy, là cũng đúng hẹn là để phát quà. Này là 200 phần quà của người chị mình tôi quân tên là Tống Thị Hằng Nga quý vị, ở bên Úc hỗ trợ cho vùng biên giới này 200 phần quà là mì. Đây là dầu ăn nha. Đây là một lít chung ra, nhiều quá. Dầu ăn. Đây là một lít rượu. Lít à? Lít nè. Đúng rồi, lít á. Nhiều quá đây. Gồm 200 phần mì nha quý vị. Gạo là 190 ngàn. Mì một thùng là 7, là tổng cộng là một phần 300 ngàn nha. Thôi đấy, mình đấy 8 giờ là để tiến hành mà phát theo cái gì. Mọi người cũng muốn xem nha. Đây là dầu ăn. Đây là mỗi một hàng á là 10 bao. Đây là 10 chồng là 100 bao. Còn bên đây là 100 bao cái gì? Đây. Thì mình với ông lão đến đẩy phát quà. Là mình cũng nhờ cái sự của chị Minh Thường Quân ở bên Úc tên là Tống Thiền Nga, cũng là sự hỗ trợ cho mình để giúp những cái người dân ở đây biên giới gặp dân Campuchia đó quý vị. Để mình vô đây gặp như thế nào. Rồi ông lão ăn bánh mì hả? Ăn mì. Cái này là cái hai bà Nga. Cái này là cái số quà này á đó ơi, số quà này của bà chị Tống Thiền Nga ở bên Úc á. Đó chợ cho mình là mỗi phần quà là trị giá 300 ngàn đó ông lão. Cho thiêu con thiêu cho tổng tông hồi hướng tổng tông. Đây là làm nước giải nghiệp. Thì bây giờ chút nữa chị em mình cũng nói với cô bác, mặc dù ngày hôm nay của cô bên nước Úc gửi qua hỗ trợ cho cái xã của mình là xã Thường Thới Hậu A, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp là 200 phần quà để hỗ trợ cho cái xã của mình. Thì mình cũng nhờ quay linh của mười phương chư Phật Hồng Ân Tam Bảo cũng gia hộ độ hộ lực hộ trì cho vong linh của cụ Quyền Thất Tổ ông bà của cô được siêu thoát, và cầu chúc cho cô thay mặt cho trong xã của mình, trong chị em mà nhận 200 phần quà này, để cầu chúc cho cô bốn mùa đều thuận lợi, mưa đều thuận lợi, an khang thịnh vượng, để bồ đề tâm, để phát tâm, để hỗ trợ, để mà bằng được cái đối đồng đồng ngân để mà hỗ trợ tiếp những cô bác đang gặp hoàn cảnh khó khăn, để cần cô giúp đỡ thì
không biết nói gì hơn thì cũng thay mặt cho cái xã địa phương mình để đa tạ công đức của cô nhiều. Và cũng cầu chúc cho cô được giàu dạt sức khỏe, bằng ăn phát đạt và giàu sang trong cuộc sống. Rồi. Là bốc là chủ nhà này. Rồi. Có cái lần nào nói với chị Tống Thị Hằng Nga là bữa nay là hỗ trợ cho mình là 200 phần quà, trị giá là một phần 300 ngàn đó bốc. Bốc thấy như thế nào? Thì cũng thay mặt trong nhóm chị em với thay mặt trong xã những chị em khổ cần một cái món phần quà của chị ở nước ngoài để cái đầu hỗ trợ về trong xã của mình là rất mong ơn nhiều nha. Thì không có gì hơn thì cũng là chúc cho em được làm ăn suôn sẻ, mình gì được nấy, có đồng ăn mình giúp đỡ cho bà con vùng sâu vùng xa cũng như mình ở đây nghe em. Thì giúp bà con mình ai cũng chịu khổ là cứ giúp mình có sức khỏe nhiều để mình làm có lỡ dài em ơi. Chứ giờ xã mình ở đây là dòng sâu là nó rất là khổ nhiều mà cho được 200 phần quà này à. Vui lắm. Tôi thức hồi lúc 3 giờ là tôi sắp xếp tới giờ đó. Mừng. Thì... lắm em ơi. Thay mặt nha, trước khi á, nhà có ngày hôm nay thì cũng cảm ơn biết của tùm lum. Có biết tùm lum mà cái xã mình cũng được hoàn hảo như ngày hôm nay. Rất là mừng, rất là vui vẻ và đa tạ công đức của trước là của cô ở sau là đa tạ công đức của biết của tùm lum. Cái này là rồi. Của chị Tống Thị Hằng Nga bên Úc hỗ trợ. Hỗ trợ thì cũng mình cũng hỗ trợ. Mình cũng đóng góp thêm về cái phần này. Cũng không có ông tùm lum thì cái xã mình cũng không có được chị em mà không được hoàn cảnh ở ngay của ít lòng nhiều thì ăn một đói một nắm khi đói bằng một gói khi no thì hỗ trợ được một phần nào để sống trong cái thời gian cái đoạn đường thì rất là mừng, rất là cảm ơn, vui vẻ chúng ta nó ngay phát ai cũng mừng hết trơn, nó đưa phiếu rồi người nào cũng đều mừng hết trơn. Nam mô Phật, cảm ơn nhiều luôn và đủ phiếu chị, cảm ơn ai cũng mừng hết trơn. Trời nó chèn ơn cửa này mà khổ mà có hỗ trợ gì là quá mừng rồi, quá đa tạ công đức của gì có cặp danh giới cũng có nữa, nếu ai không hoàn gặp hoàn cảnh khó khăn già cả đau ốm rồi những người là bây giờ thất nghiệp thì đã nhiều rồi cái ở nhà già neo đơn thì khi cái nọ là mình phải hỗ trợ cho mấy người đó ưu tiên rồi sao nữa có cái mấy người mà nó ái chút đỉnh thì nếu mình có thì mình bổ sung thêm cho cô bác đó chứ còn bây giờ trước nhất là mình phải giúp đỡ cho mấy người đó trước nó vậy. Rồi cảm ơn cô hai nha. Rồi cho đồng của tao cũng là ngày hôm nay là cái cũng nhờ sự hỗ trợ của chị Tống Thị Hằng Nga bên Úc á. Năm cũng ở tỉnh An Giang, huyện Phú Giả Thái, Bún Bình Thiên. Năm qua đây cũng hỗ trợ tiếp mấy chị này cũng có lời đa tạ tỷ hiền. Có cái lòng tâm đạo từ bi bác ái để giúp những cái vùng xa vùng sâu nghèo khổ không không nơi nương tựa, không có chỗ ăn. Nhưng mà 200 phần quà này rất là cao quý. Cũng chúc cho tỷ ở ngoài kia ơn trên xe chuyển vậy mà rõ ni, chúc cho chị được làm chi được nấy, tiền vô đầy nhà đó trở về An Giang tỉnh ấy rõ ràng thầy chờ cố đợi lập đàn Vũ Sơn, chúc cho tỷ được nguồn cơn bằng ăn có tiền rạch vô đầy nhà bố xí ra. Rất là mừng ha. Bên đây em đó hả? Dạ, xong đó là công chuyện. Dạ. Chắc mới xong á. Nửa xong mình nữa xong công chuyện. Nghiêm lão. Vậy sao lão có gì ông biết ông không dám gì không? Ở đây cái nghiệp lực gì của bằng nãy giờ là ông tất nhang là có gì không lão? Lão ơi xin cho số ông lão cho nè nhà ông lão ơi. Không chắc. Ê, em đi của ta ông lão không? Ta biết. Ông nghe ông vợ có hồn không mà có ở đây không? Thì có không? Có ông đây không? Bữa nay ông đi sinh đẻ nữa mà. Đẻ đẻ đó. Đẻ đẻ đâu nữa. Biết đỡ đẻ ai không? Đẻ con này nè, đẻ con mong tụt hơn tụt xuống đi. Dạ, cảm ơn. Đỡ đẻ quá. Đi tây dính nữa. Đéo đâu đâu nghe. Đâu biết đâu đâu không? Đi đỡ đẻ hả? Đâu có mấy ngày á. Ngày cũ á. Ra đã đỡ là danh đẻ cũng là xeo đẻ. Chấp cũng kêu thủ quán thủ đẻ. Đẻ thủ quán có đẻ. Chắc đẻ gắn cũng đợi đi đẻ ơi. Cũng kêu đẻ. Mà có nãy chuối á. Không có nãy chuối nữa, có nãy chuối ngủ nữa.
Bây giờ cũng ba ổ cho đĩa ông đĩa đây, ông đĩa thấy ai cũng chị út mình nè. Ai? Gì ông đệ gì ông than hoài gì ông đệ? Mày coi kêu đệ mà đẻ cửa cũng kêu đệ. Thế rồi tới người ta đi nuôi con cá cũng kêu đệ. Ngủ cho. Bây giờ hai cũng kêu gì chứ bây giờ. Bây giờ tôi yêu cầu mày đi lên đến cái nhà kêu thì cũng cho nè. Rồi rồi. Có cái nhà che ra được ca cho em. Chừng yêu cầu qua trên cho vợ chút phước chút ra chừng tấm chị 30 triệu thôi 30 triệu được rồi sửa cái nhà từ thiện lên cho chú cho đây nè thì cái cắt lên đừng mà làm phước nè đó làm đây sáng nay bánh mì là đó bánh mì cho mấy chục ổ làm phước rồi đây là xăm nữa nè ông địa ơn địa ông địa đổ đi chỗ với chị hai đi ở đây đó lòng từ bi cho bác nó đúng tiền tiền tốn đông bác không mày chú thành phố bảo đẻ trời ơi tao đi theo qua đây ngủ ở con bồ không nó có con mắt cũng vậy hả giờ để ra mất tao ở trong tao tao ăn cái củ này nè. Ông ăn củ tỏi. Ông ăn củ gì ông lão? Củ này vô. Vậy hả? Sao bà tại sao chị thích gì mà ông thích cây tỏi? Đất đó cây này sống là ngự có phước lắm nè. Chứ trồng như để gần đĩa. Vậy hả? Bây giờ cây này sống vậy là hên hả? Để tới là hên hả? Biết hàng mà đi gần đĩa nó bảo nào. Mà đây có cái số hàng thế nào à? Trong nói không để kỳ này người ta có chữ ở đây người ta bợ đi còn ông không có chữ ông cũng bợ hoài ăn ngộ quá rồi 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 cái bụng bự đâu cái bụng bự này khó lắm mất bợ lên hơi sợ nó sợ nữa đâu kêu điếu hồi đó đâu biết ăn bắt đầu đâu không hồi đó tao ở cái sông á biết cái sông nào không dạ. Cái sông Vĩnh Long dưới á vậy hả cái sông Mông Hít á mấy con thiên nga nó mổ trong trời vậy hả thiên nga cào dép xuống cái tông kêu nó vô sạch tân nó ở nhà dưới tông tân vậy hả nó lộn ngoài sông nó lộn bay ngoài sông không có ai không ai kêu nó vô cho ai túc nó vô tân tới đâu về tân từ hả tao túc nó vô tân ở mấy năm ăn bắp ăn nôn tao không có ăn con lương đấy nó có gì là ở dưới kêu tao bà hai gì đĩa không có bà có này nha có đời đây đã thành chiến thắng huy hoàng đào đẹp lão à nhảy luôn không bao giờ non sông 30 năm dân chúng cùng hòa than chiến đã thành công Việt Nam Hồ Chí Minh muôn năm Việt Nam Hồ Chí Minh muôn năm mình nhục heo xào xá đó trong thời gian chờ đợi mình rất phát quà nghe quý vị 8 giờ này mới có 6 giờ mấy à thủy ra chưa có ai lại ngon không lão không lão luôn cái này là biết độ mấy món này chữ gì không giữ ba tánh đi mẹ giữ ba tánh đi mẹ ngày nãy ông địa nói đó đi ba đi chứ người đẻ này còn dâu ngoại đó Má đi về Úc đi vào luôn nghe không ngờ là cháu ngoại gì chứ cái này già đâu dám thường luôn nghe chị cái tên nhãn thường đừng dẫn thường chứ không ai đâu lắm ai là ai lão lắm nhãn lấy hai ông xấu ao 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 tắp đưa lên rồi à nãy nó đang nhận nước tao ngột là chết gì vậy đi ô ngày ai cúng chồng này chú ngủ em đẹp thôi chồng thì đó cái kỳ đó tao biết ở đâu không nó nghe em nói thì nó lọc ở bình miễu nó lọc nó gạt tao vậy nó đập miễu tao
không? Đập miếu xuống sông luôn đó chứ. Dạ. Cái bọn ác á. Thì đến nó xin số cậu đem dục tao ngoài búng. Không, không to. Cho chặt hả? Cho chặt hả? Tao nói tao đi tu rồi. Tao không có cho, tao nói tao làm địa là tao quản đất đai thôi. Tao đi tu rồi mà biết ai không thì đó lại xin tao, tao không cho. Bông trong miếu á. Thì bông trong miếu xin tao. Nói tới nó mần nhà nó mần miễu quan tụ nó thiếu 10 triệu xin tao trả mà tao lấy biết ai kêu tao đi tu không rồi tao, tao ăn con gì không cái lúc nướng chuồng nướng đen không cái con bà nó bảo lợi bên nói thôi đi tu rồi bà lợi bên nói thì khô quá bà không cho tao ăn con đó nữa mà bà cho tao ăn bắp nổ con gùm con nó dụng mà nó hâm ăn vậy nó chưa dụng chết nó hâm của bà đập miếu luôn bà đập miếu bỏ không biết bà đập miếu bỏ không nó không có cho ai ngủ miếu nữa kinh mẹ ơi, mẹ ơi, thấy thấy cái tình hình trong làng nhà có lum đó như thế nào không đệ? Có gọn gàng không đệ? Làng bên đây á, cái làng bên đây từ năm con mít tới tới hỏng năm con mít này không? Đừng có liên lạc trả. Làm sắp băng hồng ướt người luôn, hậu có quyết ướt nhiều. Lần này, lần này có ướt ít. Hậu có quyết, có tao có thấy có bóng cấu. Ăn đi mà vô đây. Nữa à? Ăn đi biểu, để đói không biểu không? Dạ. Dũng ăn chuối không để? Ăn cháu sát ăn nha. Tao bị ăn lấy chứ muốn cười cháu. Ai? Không trả cho anh em để. Sao á? Đặt trên bàn cái xuống ghế nằm. Dọn con cái gì mà mời mà cũng có lấy tiền mà năm ngàn à bán nấu ăn cũng như cũng bao cước 5 ngàn cái gì dễ một tô đặt hiệu 10 ngàn 15 mình lấy 5 ngàn à biểu làm gì đó nữa sau làm vậy đó đó nói vậy đó mẹ ba trăm ngàn đi ba bán hủ tiếu chai mà bán năm ngàn lại cho tàn á với ba dọn cái gì Yeah. Có gì chủ chủ này cái gì mà dọn mờ là bác dọn mờ á biết trăm cái dọn mờ ăn uống ăn nhậu đó không phải cũng như có tiền làm cái gì từ thiện dạ trai á à làm đồ không phải sách xanh đó à cái mọi người ta ăn không có đậu hết chứ à ý là kêu bà uống thì nè để tớ có tiền nhà cửa lên nè chuyện không ăn được trai hay vậy không phải ở đây nói có tiền sửa cái này ẩn mận cái gì mà mời ăn đó cũng như vậy thì lấy vậy nè lấy ăn nha rồi rồi giờ đem đồ ốc vô bộ có mấy ý nguyện của bộ có nói gì mấy giờ này gì không nào nó như là tâm nguyện của út á nó vậy đó nhi mất cái ghế nó mà mình không cho mẹ dậm chơi chiều nay hiện lên chơi mọi người nó cái này nè biết cái gì không cái nó chơi đồ để nói nó chơi kỹ quá nó chơi đồ của Hùng Liên hả ờ đó anh đệ biết chồng đẹp quá anh đệ nhỏ đó rồi đệ giờ con nhỏ này có tiền không ác mà có tiền con sâu ở đây chọn gói là một phần 300 ngàn đúng không quý vị? Giống ông đệ phán đệ gì vô đó hoài không đệ? Cái thời bò hoài ai là dụ con gái rồi cho đồ út con xuống số rồi có tiền.
Điện cái nữa đây, mình còn kêu hỏi, mình còn tính cái hỏi. Nói tôi vẫn nóng hết trơn. Thế à, bà này bà điện cái nữa. Điện cái nữa, tôi bà nói à. Ờ, tôi bỏ cửa hết. Coi cái này hả? Bữa vô cái sông xe, cái nó quá hầm nắng mà cô lo giữa đồng vậy nè. Cái à, nó quá trời hầm nắng chịu, mình ổ không có đám mưa. Đừng có chút mình đi là có tương. Trời nắng này mà mưa gì mà thiệt đi ra đường chút lên mưa ra, đi lên ra đi lên ra mưa ờ để treo ngoài cái vỗ ra đi qua nơi nha, nó mưa là mưa mà cãi hoài cái vụ cái chùa điện mà không nhận còn nói ngập muốn nói khỏe lắm chị đâu biết sao không mà không có kia dạ yeah. Năm nào cũng đi có tổ chức mà mẹ thơm ơn trên căn kia cho mát dạ từ ngày mà vô trước dịch cái vô dịch khó khăn cái đầu đi cũng vẫn được nhưng cái bắt to nhưng mà đi cái người có một thăm cái hơi hơi vô đâu mà tìm sòi được bạn không để mẹ thơm ơn á đẹp đó vô nơi cho đó cái đạo vàng giấy nữa đi nha năm nào phải đi đó năm vừa giàu không đi đó năm giàu không đi đó cho mình hơi đứng nớ qua bên nè đứng nớ qua cái đường đi mấy bệnh mới túng cái bà đó dạ đã lợi rồi. Đây mình chuẩn bị phát quà nghe quý vị. Mời quý vị cùng đón xem nha. Dạ ông lão rồi. À bị cái gần mấy đường thành ra chật quá. Bây giờ cô bác lỡ gai đi chứ không cho đung cho đung vô cái thợ xe chạy xe người ta qua lỡ vô cái bắt đầu quay ngang thợ nó vũ do này kia rồi cái thành ra bây giờ cô bác lỡ nếu lỡ lai gai thì mình cứ cấp lai gai cấp hoài. Bây giờ ai ở trên bây giờ ai ở trên á thì chết trên còn nếu ai ở dưới thì xuống dưới này lấy giờ có cứu đi về luôn rồi có người có rồi trong khi trước khi nhận quà thì cô bác mình có cái lợi gì quý bác ơn các mạnh thường quân đã hỗ trợ thì tôi cũng cầu chúc cho quý vị mà lấy phần quà này về ăn đặng bà bốn mùa đều đầy đủ sức khỏe dồi dào sức khỏe bạn ăn phát đạt trong cuộc sống cứ tiến lên và cũng trong khi mình ăn thì mình cũng phải nhớ nhớ cái ơn nhớ niệm Phật cho bạn bắt tay đi được cái này là cũng như là mình những cái hộ là đến lây gai thôi nghe cái gì chứ không phải mà đúng gần đường lỗ quá cái nhân đã lấy con trước rồi đây cái chị phiếu 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 đàng hoàng nghe nhớ phiếu đi chào ăn đưa nào tôi lấy phiếu thảo đưa nè tức là tính xem nè bên đây bịch gạo gạo đúng rồi đây tao đưa cho gạo luôn rồi chị đó rồi tới hàng tới đi về rồi bà đưa bịch gạo để xuống dưới đây. Đây vậy. Rồi. Dán cho bạn giỏi. Tiếp theo là đó, ta lấy đây đây. Đây, có sư phụ. Sư phụ này phải không? Ừ. Đứng ngay đây sư phụ. Sư phụ dầm ngay kìa. Rồi. Rồi. Cầm tao. Rồi. Ủa thì sẽ khá như vậy thôi giờ. Đây. Bây giờ mình đang bán đi ra đi ăn thôi. Nếu quá thì thở nó càng Thank you.
chọn dòng bên đây. Thank you.
có phản hết trơn á. Bước qua đây, bước qua đây luôn nè. Giữ cái là gạo.
từ 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 món thôi từ món thôi chứ bằng mình không nổi đâu, để lộn xộn hết bởi chai cho con đó là thùng mì gì đó xe cái xe rồi này mình không hỏi được cái luôn cái gì ơi quá trời tôn màu tóc này già luôn cụm mà đi cũng không được nên đây lấy gạo luôn cái gì đi nhớ cái dầu. Không còn nhiều phần lắm mấy chị. Đây nãy đông quá trời đông luôn rồi, nãy đông quá đông. Bây giờ nó bây giờ là lê gai nó nghe quý vị. Trời ơi. Hầu ham lá chân luôn. Bắt lên nào, bắt lên nào. Hiểu không? Lấy chạy, lấy đi. Lấy không?
mất dạy kiếm ai dạ. Mất dạy kiếm ai dạ. Tiền thật mấy kiếm gì vậy? Đừng nói kiếm tôm nó đẹp. Không vậy nó đẹp. Mình sẽ hại như nó đẹp. Tôm áo đấy. Áo này. 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 Tại mới lần đầu tiên cũng chưa biết kinh, chưa rút kinh nghiệm. À, bây giờ là gọn ghẽ chân hết lắm. Bây giờ nó ấy từ từ rồi đó. À, nãy quá đông rồi, nãy dồn dập luôn. Nó đi đi, cái đây có nghiệp cho. Rồi cho đem theo luôn ai. Đó, cái đó là bên thẻ là mình không giận không phải cái này là không phải còn chị mới yêu cầu á chị gặp ngay giận rồi đây đây quậy vô quậy vô vô quay cho mày đi chị mới yêu cầu như vậy rồi giận nè ê chú lên này thật lớn thật lớn à, từ từ khoan khoan mới cô cái bà già kia là mất thẻ rồi mà năm ta đi liền chưa rồi lên cái này lên xe rồi cái gì vậy để mà gãy chắc vô về dừng ngay gãy là bà chở đấm về làm sao bà chở nổi trước đi đưa trước đi đưa gạo ra đưa cái bao mà chuẩn bị trước đi nè bỏ hai tay vô ăn vô trước đi gạo không không được 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 để đấy đi cái bao gạo trong này sao nó chở được để con gạo chồng lên đó xiên cái nữa đấy hai thùng mì nha chồng lên ừ có em rồi rồi chú xuống gì chứ chị chưa đủ à chưa lo gì hết trơn á rồi nè cái này nói là thùng mì chưa để trước nó mới chắc ăn thì để chị chở hết về giúp chị chút luôn một phần thôi đã ai ai cái đứa nó chịu rồi trời. Mày á mọc. Bé á. Bé. Gì hả? À, Mốt ơi, cái công việc của theo mình ngày nay là ngày mình phát quà thiện của chị ở bên Úc là Tống Thiền Nga là theo Úc thay mặt của những người ở đây những người ở địa phương ở xa nữa là như thế nào á Mốt? Nói là đây được 200 phần quà là xã mình nó mừng lắm rồi đó cô ạ. Và cũng rất vui nữa chị em thôn sau đó nhận một món quà này là tiếp là có tình có nghĩa lắm nha em. Thay mặt chị chờ chạy đẳng chị cũng thay mặt trong xã Hậu A Hồng Ngự Đồng Tháp nha cũng chúc vợ chồng em làm ăn phát tài bằng gì dạng như ý bằng gì được mấy có tiền để ủng hộ cho cô bác làm xa nữa nha em. Cảm ơn nhiều lắm, không có gì mà để cảm ơn nhiều hơn, thấy rất vui và rất hào hứng cho bà con được 200 phần này đó trong xã Hậu A mà đầu nguồn này dữ lắm rồi đó em ơi. Mới nãy là rất đông là mệt không? Mệt mà vui gì? Không có gì gọi là cả gia đình ba người bốn người đứng thấy ủng hộ luôn không tội gì là mệt hết trơn yêu cầu cô bác người ta mà xây sở trong cuộc sống người ta mà
thấy không, người ta ăn có đủ đó, người ta chở cho cô bác ta biết máy tiêm cho nó đỡ chắc giả là mày á, mày cho cái vô ăn thiệt lớn coi, xin cái vô ăn lớn đó. Dạ, mày nói đúng, cái ăn cho tao cho ăn chó cho nó. Lớn, thầy nó lụm với thằng Hòa nó quét nhà, giờ nó lụm lên nhà của Hòa không biết rồi nó giục xong. Nhả, nhả con nhả. Cái dân gì nào? Cần có kiếm nó mới lập của mình. Nhả nó vô nó mà. Mà sao ông biết hay quá không kìa? Ở tao kêu nó chạy răng rồi. Nó chạy răng. Chạy răng con chứ chết rồi. Chó nó nhả hình lần nữa. Nó nhả một lần răng nẹt dài bự. Từ từ mới nhả. Nhả nữa. Nhả nữa. Nhả nhớ hơn đi kìa. Nhả mày thấy thấy hạn để lên nó thấy dục mất nó ăn cái con cống này nè, nói chung là tới ban đầu rồi đó, tôi lỡ quá đâu sao sắp thể quá mà không được, mình cho mình từ từ mình cho rồi ở đây mà nó cho con quá, mình cho nó thằng nhà lớn nó má nó cột rồi má cho tự nhiên ào ào cho mà xin làm sao kẹp con tôi gặp chỗ này nuôi đó đó, bà chưa kêu nước uống khẩn. Cái nước này có lấy cái gì không? Mấy chị thì uống gì kêu uống đi. Ngăn có bán gì không? Có bán nước, tại lấy ngừng chai chai đi. Ra ngoài cũng được, ra ngoài cũng được. Rồi. Lên thành nghe, lên thành cừ nghe. Đi nghe. Cả tốt chị vô, cái bộ mà. Đó ta năm người gần ấy, tụi vô. Ừ, có mau. Rồi. Cảm ơn. Nè, chúng ta là người chị ngoài Mỹ tài trợ cho Út, trời ơi. Út. Út mà. Tài trợ cho xã Thường Thế Hậu nhà tùm lum. Trước khi kết thúc phát quà thì mình cũng thay mặt cho chị Tống Thị Hằng Nga ở bên Úc cũng tặng quà đã hoàn thành xong công việc. Tống Thị Nga đó là thấy cũng nhiệt tình phát quà. Về có thể là hỗ trợ cho trợ viên đi là 500 ngàn, dì hai 500 ngàn rồi. Cô Năm ơi, cũng thay mặt chị Tống Thị Nga đó là nhiệt tình theo mình lúc đó đoạn giờ là hỗ trợ viên cho cô Năm là 500 ngàn với chị Năm này. Cảm ơn. 500 ngàn. Chị kiếm công việc mà chị đó, chị bây giờ đó cũng có lời tam cảm tạ, nhưng cái gì mình vì dân vì nước gì là trên là chứng nhận cho tỷ hết rồi. Đa tạ cái có lòng từ bi thì gái nguyện ơn trên xây chuyện cho tỷ bằng ăn may mắn việc lành chuyện đến có đồng tiền to lớn để mà lo chăm họ cho cái xác tỷ được ca an nhàn trở về Bủ Sơn. Thương an chúc cho đa đạo công đức nha. Rồi vậy ha. Chị Năm, chị Năm, chị có nói lời nào nói không? Thì hôm nay là rất là vui vì tấm lòng của tỷ để mà giúp cho mọi người chăm họ. Trong cái làng này rất là gọn được vui vẻ, thì vậy cũng chúc tỷ ở ngoài kia xa kia được có thần lực dồi dào sức khỏe mạnh dạn để mà tiếp tục để mà theo cái đường đó là đạo pháp, lo cho bá tánh chăm họ. Thì không biết nói gì hơn, thì hôm nay là thay mặt tất cả anh em ở đây để mong sao cho chị là được có thần lực lên để làm mãi mãi. Dạ, chị cảm ơn chị Năm luôn. Chị Minh Úc á, dạ, là cũng hỗ trợ cho tiếp 500 ngàn. Dạ, với là cô này cũng tiếp 500 ngàn luôn, là mỗi đoàn mình cũng là người 500 ngàn nghe cô. Dạ, dạ, là tổng cộng hết là 7 người, là tổng cộng là 30 quỹ nghe quý vị. Dạ. À, thì nãy 500 là cho mấy em sồn sồn quá, cho nhỏ là người 100. Rồi như là Dốt nè, cô Hai, cô này cô Tư, đó là cô Năm. Cảm ơn luôn. Như này cô là cô Ba là người 500 ngàn. Có mấy bạn là dần có bụng ở đây còn có nước nâu đỡ nha. Còn Bến Tre, Bình Đại, Ba Tri giờ nó mặn, nó chua, nó mặn luôn. Gục nó đạt bởi nó giận nó. Nó đạt mà giận nó. Ai kêu nước lần dưới mình có ai kêu nước.
Nước là mất mình đi kiếm coi. Ông Đạt ngồi nhiều hoài đó. Thôi không, bỏ vụ đó đi. Tao bỏ vụ đó đi ông Bảo à. Tao lại làm công đâu mất công á. Thằng tối tụi mét. Đó có người nhìn nhận không. Kìa đấy ông nói gì kìa. Được không chưa? Xong chưa? Vậy là có cái ông anh ở bên Mỹ á là hỗ trợ cho Nhi 1.9 triệu để mua điện thoại gì đó phải không Nhi? Rồi còn có chị Thu Trang bên Mỹ nữa là gửi cho Nhi 100 đô. Ừ. Là mình cũng đổi luôn là 20.500 mấy chục ngàn đó. Nói đi đâu. Rồi vậy là tổng cộng hết là 2.500 mấy chục. Với 1.9 triệu là 2.500.000 đây. 2.500.000. 2.500.000. Rồi bây giờ là tổng cộng là hết 4.400.000. Ha, vậy đây là trao tiền luôn nghe anh lão luôn. Rồi Rồi đâu. Cái lạc bên Mỹ á, với chị Tu Trang bên Mỹ luôn nghe. Là tổng cộng là 4.400.000 nghe anh ông lão. Ông lão cũng nhận rồi mới đưa cho. Rồi. Cái đồ này. Hết đồ này. Cho anh đắng tao lại tao dồn cái đồ này. Cái đồ này. Quá vui. Không có thằng chai nước nó đầm bách nó đi lợi mình nói người ta chai nước. Nói sao lại nó đầm thạch. Tự nó anh tính. Tại sao anh đậm mà nó đậm hay sao. Nó nói mấy anh chị bự trong đồn chai nước. Xạo phải không? Xạo. Không ai nó đang nhìn có người đắng đấy. Không có ai có hai người. Mở dự đi ai sai. Không có ai có hai người đắng. Bốn. 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 Nào. Lão ơi. Đếm đi. 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 Đây này là tám nhận luôn ha. Tám nhận đi. Đây em tám nhận 4.400.000. Dạ. Là bên điểm là hoàng điểm đưa từ kiểu. Điểm rồi anh đưa bên này. Có điểm từ gần quê quê. Điểm quê quê. Này. Cho mình cầm luôn đi. Công là bốn mươi cây. Sợi đó bên bờ anh ta gửi về đó. Ba. Bốn. 4.500.000 tháo lâm tùm lâm trăm. Rồi. Là một 1.900.000 đó là cái mua điện thoại của Nhi thích điện thoại nào đó. Dạ. Đó còn 100 đô là của bà Tu Trang bên Mỹ là gửi cho mua sữa cho em bé. Tám cảm ơn. Cảm ơn. Rồi là. Rồi vậy thôi video đó là xin kết thúc luôn nha quý vị. Mời quý vị đón xem video tiếp theo nha. Xin chào. Cho chỉ được an nhàn du di chuyện xây trái đất một màu đầu lưng đầu cận ngõ hầu cùng mẹ cha thầy cha cuộc đời hiện xa giúp cho thấy được nhàn an quỷ hoàng thấy già muốn qua an giang gác mà lập đàn đó trở về buổi sáng giúp cho thấy được hoàng thương có tên có ghế mọi lắm dân có quý hát bản đây nè hát nhạc nha một mai qua cơ sở sông càn lại thành hoàng xuôi ngược về ngày đó trên cuộc đời thật đây thì ngược qua đường dân mây còn em như cánh chim xe ba đi sắc xanh con gì biết không? Sắc xanh con kê. Sao biết? Cho con này chào. Mẹ con cha. Con đồng chở dốc má chở về cho tỷ được bến bờ lớn tâm trở lại xe cờ chả trong tốt giờ con mà cả hát tâm đỡ về ăn ăn nốt mà ăn ăn chúc cho phố giới một cái tên rồi chúc cho tỷ được tỷ rồi tỏ xe
luôn hả? Quá đẹp, quá đẹp, hôm nay cô kia tôi đẹp quá. Không sao đâu, nhiều lắm. Cài ra chín mút đây nè. Ăn hai cây ăn. Hai cây ăn quá. Sống hay chết? Sống hay chết? Để tôi chụp quá rồi. Tự nhiên chụp nữa là như là hai mặt với em làm ở Đồng Tháp đây. Chẳng hạn đa tạ công đức của người tỷ hiền. Cũng là chúc cho tỷ làm được có tiền nhiều. Đó, xả ra cho mình đẹp như hoa, đẹp như tiên trở về cái nhà là cái giác của cái miền người trời. Giờ cảm ơn thay mặt họ hàng nhà chủ, cảm ơn. Biết cảm ơn gì không? Hả? Biết cảm ơn nhà công chúa cái gì không? Thay mặt họ hàng nhà chủ, bữa hôm nhờ công chúa kêu họ hàng nhà chủ được cứu đế. Đó, họ hàng nhà chủ đi ra qua vừa rồi đó, đi xong hết trơn rồi đó thầy. Nhà chủ cứu đế. Rồi bây giờ nhờ nhà tỷ nha. Một cái đi rằng á thì đồng ngăn, nhưng mà tụi tôi thì ra cái sức lực ra đi để cầu xin gian gái. Đây là cô ruột, nhưng mà đây ở hồi xưa là một người, một cung một cõi đó, chứ không phải đơn giản. Tôi lên cơn nói chuyện hên chút chưa chặt ha, mà tự nhiên nha, tôi là dốt nát không biết không có một chữ, cho nên là âm điện 2K 2H vậy thôi ha. Cái gì cũng thông cảm cho năm năm không đủ nước cũng bình thiên nha ha. Khi biết con xuống thế chằn vặn, đêm đêm nhà nhà vẫn xin hát cho mọi người. Hỏi gần tỷ ơi, hỏi gần tỷ ơi, có hiểu mấy thằng không đủ nước này không? Đủ chân nói, đủ chân nói, cả dân hiểu chân, cả chân chồng gái cũng được lên chú kỳ ba chờ về. Nói cho hết lời mùi chúc cho tỷ hiền được an nhàn về đâu chẳng phải ấp dù gian khoa giấy bao chuyện chẳng hờ chúc cho tỷ được trở về nè mong. Ủa là xì xì khoa là 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 xì khoa.